Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Mỹ công bố Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa cho phương Tây. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm 3 tháng 6 cấm máy bay chở khách của Trung Quốc bay tới Mỹ. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 nhằm áp lực để cho Bắc Kinh cho phép máy bay Mỹ tái tục các chuyến bay trong lúc căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang sôi sục. Quyết định do Bộ phận Giao thông Vận tải Hoa Kỳ loan báo để trừng phạt việc Trung Quốc không tuân thủ thỏa thuận hiện tại về các chuyến bay giữa hai nước. Quan hệ Mỹ-Trung trở nên xấu đi trong những tháng qua giữa những căng thẳng xung đột quanh đại dịch virus Vũ Hán và động thái của Bắc Kinh áp đặt luật an ninh mới lên Hồng Kông. Lệnh này được áp dụng cho các hãng hàng không gồm có Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines và Hainan Airlines, và cũng như hai hãng hàng không nhỏ hơn là Sichuan Airlines và Xiamen Airlines. Tháng này, hai hãng hàng không của Mỹ là Delta Airlines và United Airlines đã yêu cầu được tái tục các chuyến bay đến Trung Quốc trong lúc các hãng hàng không của Trung Quốc đã tiếp tục các chuyến bay đến Mỹ giữa đại dịch. Trong một thông cáo ngày 3 tháng 6, Delta nói chúng tôi ủng hộ và cảm ơn hành động của chính phủ Mỹ để thi hành quyền của chúng tôi và bảo đảm công bằng. Hãng Juletis chưa có bình luận chính thức. Trung Quốc vẫn chưa thể nói khi nào sẽ xem lại các quy định cho phép các hãng hàng không Mỹ tái ấn định thời gian cho các chuyến bay chở khách. Một lệnh chính thức được ký bởi ông George Shabbat, giới chức cao cấp của Bộ Giao thông Vận tải, cho biết: chúng tôi sẽ cho phép các hãng hàng không của Trung Quốc vận hành cùng số lượng và chính phủ Trung Quốc cho phép đối với những chuyến bay của chúng tôi, Bộ nói trong một giao thông riêng rẽ. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không trả lời yêu cầu bình luận. Ngày 22 tháng 5, chính quyền của ông Donald Trump cáo buộc chính phủ Trung Quốc làm cho các hãng hàng không Mỹ không thể tái tục các dịch vụ đến Trung Quốc và ra lệnh cho 4 công ty hàng không Trung Quốc đệ trình thời biểu các chuyến bay với chính phủ Mỹ. Các hãng hàng không Trung Quốc mỗi tuần thực hiện không quá một chuyến bay khứ hồi đến Mỹ, nhưng cũng thực hiện một số đáng kể các chuyến bay thuê bao thêm, thường để giúp sinh viên Trung Quốc trở về nhà. Hãng Hainan dự trù bay qua lại giữa phi trường JFK ở New York và thành phố Trùng Khánh bắt đầu vào tháng 7, trong khi những hãng hàng không khác có những chuyến bay đến Los Angeles và New York, hãng China Eastern muốn tái tục các chuyến bay thêm cuối năm nay đến Chicago và San Francisco. Chính quyền của Donald Trump cũng đang có những biện pháp mạnh mẽ chống lại các chuyến bay thuê bao chở khách của Trung Quốc và sẽ cảnh báo các hãng này chớ nên hy vọng được chấp thuận. Lệnh của Bộ Giao thông Vận tải nói chính quyền tin rằng hãng hàng không của Trung Quốc dùng các chuyến bay thuê bao để nó qua ta, là mỗi hãng không chỉ có một chuyến bay đến Mỹ mỗi tuần và sẽ làm gia tăng lợi thuế cho họ trước các hãng hàng không của Mỹ trong việc cung cấp dịch vụ hành khách Mỹ-Trung. Vào ngày 31 tháng 1 năm nay, chính phủ Mỹ cấm nhập cảnh hầu hết những người không phải công dân Mỹ có mặt tại Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi tới Mỹ do đại dịch virus Vũ Hán, nhưng không áp đặt những hạn chế nào đối với các chuyến bay Trung Quốc. Các hãng hàng không lớn của Mỹ tự nguyện ngưng các chuyến bay chở khách đến Trung Quốc vào tháng 2. Hai hãng Delta và United đang có những chuyến bay chở hàng đến Trung Quốc. Delta đã yêu cầu được chấp thuận những chuyến bay hàng ngày từ Detroit và Seattle đến phi trường phố Đông Thượng Hải. United yêu cầu những chuyến bay hàng ngày đến thành phố Đông Thượng Hải và từ San Francisco và từ phi trường Newark ở New Jersey, cũng như giữa thành phố San Francisco với thành phố Bắc Kinh. Nhà chức trách hàng không Trung Quốc vào cuối tháng 3 nói các hãng hàng không của Trung Quốc có thể duy trì một chuyến bay chở khách một tuần trên đường bay đến bất cứ nước nào và rằng các hãng hàng không có thể bay nhiều hơn số các chuyến bay hôm 2 tháng 3, theo như lệnh của Mỹ. Tuy nhiên, vì tới ngày 12 tháng 3, các hãng hàng không Mỹ đã ngừng tất cả các chuyến bay nên Trung Quốc đã ngăn chặn các hãng hàng không Mỹ tái lập các chuyến bay theo thời biểu đến Trung Quốc, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ nói. Trả lời phỏng vấn trong chương trình New Morning
Futures của Fox News hôm 31 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận định Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa của phương Tây. Trên truyền hình Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Trung Quốc đang ngày càng trở nên hung hăng hơn trong nỗ lực bóp méo thông tin và rạn vỡ thế giới, từ Hồng Kông cho đến Hoa Kỳ, và đang trở thành mối đe dọa cho phương Tây. Ông Pompeo đã thực sự có chủ ý khi liên tục gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, đồng thời sử dụng cách diễn đạt Đảng Cộng sản Trung Quốc thay vì Chính phủ Trung Quốc, và khẳng định Đảng Cộng sản nước này là chủ mưu đưa Mỹ lâm vào hiểm nguy, là mối đe dọa hiện hữu phá hoại nền giá trị của chủ nghĩa dân chủ của các nước phương Tây. Ngoại trưởng Mỹ đã chỉ rõ mối đe dọa của Trung Quốc là từ hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nhận xét đó rõ ràng là một hệ tư tưởng đã ăn sâu, nó lớn hơn bất cứ một cá nhân nào. Mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt nguồn từ bản chất của học thuyết và tư tưởng của họ. Ông nói thêm, khác so với 10 năm trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay thể hiện ý định phá hoại tư tưởng phương Tây, nền dân chủ và giá trị phương Tây. Điều đó khiến cho người Mỹ gặp nguy hiểm. Để chứng minh mối đe dọa Trung Quốc, ông Pompeo đưa ra một ví dụ như Bắc Kinh đánh cắp sở hữu trí tuệ, thông tin sai lệch về đại dịch virus Vũ Hán, và đặc biệt là có hành vi nhằm thắt chặt kiểm soát Hồng Kông mới đây qua việc áp đặt luật an ninh quốc gia. Ông Pompeo kết luận rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với điều này trong một thời gian nữa. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Bắc Kinh đang tập trung tăng cường sức mạnh quân sự, đồng thời nhấn mạnh Bộ trưởng Quốc phòng đang nắm bắt sát sao tình hình và sẵn sàng đối phó lại bất kỳ động thái gây hấn nào của Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông Mike Pompeo cũng đề cập đến mối quan hệ đồng minh tốt đẹp và với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Liên minh châu Âu. Trong tương lai, Mỹ có những hoạt động cụ thể với các nước ủng hộ chủ nghĩa dân chủ trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Pompeo cũng tuyên bố Washington có thể đảm đương tương lai sẽ là kỷ nguyên của phương Tây, ví dụ điển hình là nền tự do dân chủ nước Mỹ đang gây dựng. Phát biểu của Ngoại trưởng Mike Pompeo phần nào cho thấy xung đột Mỹ-Trung về bản chất là cuộc đối đầu về hệ tư tưởng, và khiến giới quan sát liên tưởng sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Những động thái tiếp theo của hai cường quốc hàng đầu là Mỹ và Trung Quốc sẽ quyết định thế giới có chứng kiến một cuộc chiến tranh lạnh mới hay không. Buổi phỏng vấn hôm 31 tháng 5 của Ngoại trưởng Mỹ nối tiếp tuyên bố tuần trước của ông, chính ông rằng quyền Tổng thống Donald Trump không còn coi Hồng Kông là khu vực tự trị của Trung Quốc. Vì thế không có lý do gì để cho Washington duy trì chính sách đặc biệt với ưu đãi riêng về thương mại và hoạt động của doanh nghiệp tại Hồng Kông. Ông Mike Pompeo cũng cho biết thêm là Tổng thống Mỹ đang xem xét kế hoạch rút các quy chế đặc biệt với Hồng Kông và bắt đầu điều tra các sinh viên Trung Quốc tại Mỹ và nghi ngờ có liên quan đến quân đội Trung Quốc về những hoạt động gián điệp. Tiếp đó, ngày 29 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng Mỹ có thể áp đặt các hạn chế thương mại đối với Hồng Kông để trừng phạt Trung Quốc vì đã tăng cường kiểm soát thành phố. Ông Pompeo nói, hiện nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thất hứa và Mỹ sẽ phản ứng như một vấn đề thực tế. Chúng tôi sẽ xem xét liệu chúng tôi có nên đi xử phạt những cá nhân đã phá hủy tự do này ở Hồng Kông hay không. Thời gian tới, sinh viên gián điệp Trung Quốc tại Mỹ sẽ là đối tượng mà Hoa Kỳ nhắm đến nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của nước này, vốn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Điều 7 trong luật tình báo quốc gia của Trung Quốc có ghi rõ mọi tổ chức hay mọi công dân đều phải hỗ trợ hoạt động tình báo của nhà nước, giúp nhà nước và cộng tác với nhà nước theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở của luật này, Trung Quốc huy động nhiều thành phần để tham gia vào các hoạt động gián điệp ở nước ngoài, đặc biệt là tại các nước phương Tây, trong đó có Mỹ là địa bàn hoạt động quan trọng nhất. Trên đài truyền hình Fox News hôm 31 tháng 5, Ngoại trưởng Pompeo đã tuyên bố, với tư cách cựu giám đốc CIA, tôi xem mối đe dọa của gián điệp Trung Quốc đối với nước chúng ta là rất nghiêm trọng. Ông Pompeo cho rằng người dân Mỹ cần thiết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo dựng được một ảnh hưởng rất lớn tại Hoa Kỳ.
Theo chính quyền, Donald Trump không chỉ có các tin tặc mà các nhà nghiên cứu và sinh viên Trung Quốc cũng tham gia đánh cắp các thông tin trong các trường đại học và phòng thí nghiệm nơi họ đang làm việc. Đây thực sự là một nguy cơ to lớn cho Hoa Kỳ bởi theo thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế IIE, một hiệp hội chuyên về các trao đổi quốc tế của sinh viên đến từ Trung Quốc chiếm 1/3 tổng số sinh viên ngoại quốc và là lực lượng đông đảo nhất trong số các sinh viên ngoại quốc đang học tại Mỹ với gần 370.000 trong niên khóa 2018-2019. Nhật báo New York Times cho biết chính phủ Mỹ chuẩn bị trục xuất từ 3.000 đến 5.000 sinh viên Trung Quốc có liên hệ đến các trường quân sự Trung Quốc. Mặc dù mỗi năm sinh viên Trung Quốc mang lại một khoản thu nhập lên đến 14 tỷ đô la cho các trường đại học Mỹ, nhưng chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng sinh viên Trung Quốc tham gia làm gián điệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Cụ thể, theo các hãng tin Reuters, trong số các sinh viên Trung Quốc bị nghi làm gián điệp, những người nào đang ở trên đất Mỹ thì sẽ bị hủy visa và sẽ bị trục xuất, còn những người nào đang ở bên ngoài đất Mỹ thì sẽ không được phép quay trở lại. Trên lĩnh vực đầu tư, mới đây các nghị sĩ Mỹ đã đề xuất hạn chế đầu tư vào doanh nghiệp liên quan đến quân đội Trung Quốc. Theo hãng tin Anh Reuters, ba dân biểu Cộng hòa Mỹ Max Clauher và Jim Blank và Dal Lamapa dự kiến công bố vào tuần này một dự thảo mà theo đó công dân và doanh nghiệp Mỹ có thể bị cấm đầu tư vào các công ty quốc phòng nước ngoài có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Dù luật yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Sergey Levin Mnuchin phải trình trước Hạ viện một bản báo cáo ghi rõ các công ty quốc phòng nước ngoài có hợp đồng liên hệ hoặc ủng hộ quân đội Trung Quốc. 6 tháng trước, sau khi các báo cáo được công bố, các doanh nghiệp và công dân Mỹ sẽ phải thoái vốn khỏi những doanh nghiệp này hoặc không thể đầu tư. Hai lý do được dân biểu Jim Banks nêu trong một cái thông báo được Reuters trích ngày 1 tháng 6 là một phần Hạ viện yêu cầu công dân Mỹ hỗ trợ phát triển khả năng của quân đội Hoa Kỳ để có thể cạnh tranh với Trung Quốc. Mặt khác, các quỹ đầu tư quan trọng của Mỹ đã đổ tiền vào cơ sở công nghiệp quân sự của Trung Quốc, cho nên đã đến lúc ngừng tài trợ cho sự trỗi dậy của đối thủ chính trị toàn cầu. Theo RFI, chưa biết phía Đảng Dân Chủ cũng như các dân biểu Cộng Hòa khác có ủng hộ dự luật hay không, nhưng một điều được thấy rõ là tâm lý bài Trung Quốc trong Quốc hội Mỹ ngày càng mạnh mẽ và kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh đối với đặc khu hành chính Hồng Kông. Đồng minh thân cận nhất của Mỹ cũng là quốc gia có mối liên hệ lịch sử với Hồng Kông, khu vực Hồng Kông và Vương quốc Anh cũng đã có thái độ cứng rắn với Trung Quốc kể từ khi thời điểm Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu đồng tình cho việc áp đặt trực tiếp luật an ninh đặc khu. Như tin đã đưa trong một thông điệp video công bố trên mạng Twitter ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã đề nghị sửa đổi hệ thống hộ chiếu British Nationals, tức là bỏ hộ chiếu dành cho công dân Anh quốc ở hải ngoại, mà mọi người Hồng Kông sinh trước năm 1997 đều có quyền được hưởng. Người có loại hộ chiếu đặc biệt này được quyền nhập cảnh và cư trú tại nước Anh trong vòng 6 tháng mà không cần visa. Ngoại trưởng Anh phát biểu nếu Trung Quốc tiếp tục con đường hiện nay và áp dụng bộ luật về an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ thay đổi các quy chế, sẽ bãi bỏ thời hạn 6 tháng và cho phép những người mang hộ chiếu BNO đến Anh quốc để làm việc, học tập trong những thời hạn dài hơn 12 tháng. Theo chính quyền Anh quốc, hiện chỉ có khoảng 350.000 người Hồng Kông sở hữu hộ chiếu BNO, nhưng theo Tổng lãnh sự quán Anh quốc tại Hồng Kông, thêm 2,9 triệu người tại đây có thể xin hộ chiếu này. Có thể nói với biện pháp này, Anh cùng lúc thực hiện được hai mục tiêu. Một mặt là gia tăng sức ép với Bắc Kinh, mặt khác là nhằm phục vụ chiến dịch thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ những khu vực thuộc địa cũ của Anh để góp phần xây dựng sự phồn vinh của nước Anh, khắc phục những hậu quả khi nước này rời Liên minh châu Âu. Trước đó, cơ quan an ninh mạng Anh quốc NCSC đã bắt đầu xem xét trở lại các rủi ro có thể xảy ra đối với an ninh của quốc gia từ việc dùng thiết bị của tập đoàn công nghệ Huawei sau khi Washington cấm không cho Huawei dùng các linh kiện điện tử do các công ty Mỹ thiết kế.
Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên cuối video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.